Rồi, giây phút chờ đợi tới đến nha các bạn. Thì Phương sẽ dùng cơm với chú bác ở đây luôn. Rồi dùng cơm tại chùa. Thì hãy cùng Phương để khám phá ha. Giây phút chờ đợi ha. Là ăn. Ồ, cái đồ nào canh nấu, canh thịt ngon quá em. Đây ngon hơn tiệm nhiều nha các bạn. Ngon hơn ngoài tiệm nhiều nha. Mà cái đoạn này mấy chú có nói gì với Phương mà Phương không hiểu gì luôn. Thì các bạn nào có hiểu thì bình luận cho Phương hiểu nha các bạn. Mà Phương không hiểu thì Phương chỉ việc xá 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 rồi Phương đi ra. Cây di sản Việt Nam, cây vải thiều, chùa Xây Tà Hông, xã An Túc, huyện Chi Tôn, tỉnh An Giang. Chị nói tiếng Việt được không vậy? Không, không nói tiếng Việt được ha. Dạ. Em chúc chị sức khỏe ha. Dạ. Dạ. Quên đó mà nó không biết nói tiếng Việt được, mình chúc sức khỏe với ba hiểu không nữa. Dạ cô. Ok các bạn, thì qua tìm hiểu của mấy chú mấy bác ở địa phương đây thì Phương được biết là hôm nay là khánh thành của cái ngôi là cái gọi mình Phương tạm gọi là tu viện các bạn. Là cái tu viện này cho các nhà sư ở để tu học ở đây. Thì hôm nay là khánh thành cái ngôi tu viện này nha các bạn. Thì khánh thành như vậy là Phương có hỏi là khánh thành 3 ngày. Thì 3 ngày đãi đặn ở đây thì một hồi các bạn cùng Phương để đi vô dùng tiệc. Các bạn thì Phương sẽ thưởng thức trà với mấy chú mấy bác người dân tộc đây ha. Tại chùa đây luôn. Mấy bác có mời Phương ăn bánh nè. Nè bánh này là bánh gì đó bác? Này giống bánh ú á, mình người Kinh con gọi là bánh ú á, không biết tên bánh gì luôn ha. Dạ nhỏ nó không ai mở giờ gỡ nhanh rồi. Bánh ú, ồ bánh này ngon lắm nè. Giống bánh ú á. À, thử quen, thử coi. Khoan để mà bánh ú lá chè. Ồ bánh này ngon lắm nè anh. Bánh ú lá chè hả? Dạ đúng rồi, bánh ú lá chè đúng. Là bánh chè. Dạ. Bánh ú lá chè, ồ ngon quá em ơi. Ba ba hợp cho. Ngon quá à, ngon ghê luôn. Ngon hơn bánh ít bánh ú ấy nữa. Hôm nay là Phương bụi là du lịch bụi luôn các bạn. Vô chùa có mấy chú dân tộc Khmer là quá vui luôn, quá vui luôn. Bánh ú lá chè đúng rồi, cuối cùng ông bác này nói là bánh ú lá chè đúng rồi. Ngọt cái nè, nhìn thấy hèo quá, thấy ngon quá. Nè, làm ăn đi. À, cái đoạn này mấy chú dân tộc nói gì mình không hiểu luôn nha các bạn. Mình chỉ xá xá rồi mình đi. À, bạn nào hiểu thì bình luận cho mình hiểu mấy chú nói gì nha các bạn. Chùa Xây Tà Hông. Hỏi rồi. Đây là hai cái cây này nha các bạn, hai cây di sản nè. Hai cây này là trên 100 năm rồi nha các bạn. Nó được công nhận rồi nha. Đó, hai cây này nè. Không phải chanh điện. Chú nói cây này là cây gì chú? Cây di sản. Cây di sản mà cây giải. Cây giải mà. Ta kêu ngoài được công nhận là cây di sản. Công nhận là cây di sản. Dạ dạ là chú theo biết chú, theo chú biết là nó bao nhiêu năm? Mấy ông già nói trước là hơn 100 năm rồi, hơn 100 năm đó mà tôi không. Là chú là người địa phương đây hay chú? Địa phương đây. Dạ dạ, cũng như đời cha mình nói lại nó lại cho lâu nói lại cho anh biết là lâu trên 100 năm ha. À, dạ dạ. Nhưng mà ta không có giám định là năm nào chú. Ta không có chắc chắn là năm nào nhưng mình biết là trên 100 năm lâu. Dạ. Dạ con cảm ơn quá ha. Cái này ở cái chỗ mình tỉnh An Giang có cái này. Dạ. Mấy cô người dân tộc rồi nha các bạn. Thank you.
Ăn Khánh Thành anh ơi. Hả? Ăn Khánh Thành. Ăn Khánh Thành ở chùa hả? Ừ. À vậy hả? Ăn, ăn Khánh Thành chính điện. À. À, à thì ra là vậy. Ừ, quý ha, mà đi ngay đợt Khánh Thành quý ha. Mới tao mới có đãi tiền này kia. Ừ. Dạ bà ơi, cho con hỏi vài câu được không bà? Hả? Dạ, hôm nay là mình cái lễ hội gì ha, thấy đông vui quá bà. Hôm nay lễ hội dạ. Thánh Thành hả? Thánh Thành cái chùa này luôn hay là chùa nào? Xe cắt thêm cái gì đó hả vậy? À, là xong là Khánh Thành đó ha. Dạ dạ dạ. Dạ Khánh Thành mấy ngày lận cô? Khánh Thành 3 ngày. Ngày mai là đại lớn á. Ngày mai là lớn. Mấy trăm mấy chục người. Hiện giờ bữa nay cũng đãi ăn lai gai đó hả? Rồi mấy cô đang làm đồ ăn đó hả? Đang làm. Hộp dịch hả cô? Dạ. Vậy là mình đãi mặn ha. Ngày mai lẩu. À. Dạ. Cơm dĩa. Dạ dạ. Cơm dĩa đó tại mà dạ. Nấu là sợ đại không kịp. Dạ dạ. Cơm đấy. Dĩa cơm hộp đi nó gọn dạ, dạ. Hơn. Cô mấy cô mấy chị mình là nhà gần đây hay gì? Đây sớm cùng quê rồi mấy người. Dạ. Mấy chị dạ. Dạ, cho em hỏi là mình người Kinh hay là người dân tộc ạ? Người dân tộc Khmer ha. Dạ, vậy là mình nói hai tiếng được hết luôn ha. Dạ. Có học. Có học dạ, mình nói tiếng mình tiếng Việt cũng được hết luôn ha. Tiếng Việt cũng được, tiếng Khmer. Dạ dạ. Dạ em cảm ơn ha. Em đi du lịch tham quan nên không hiểu em hỏi. Cảm ơn dạ. Nói sư nè, sư người Khmer nè. Sư nhỏ nhỏ không rồi mấy bạn ơi. Đi lên luôn. Ừ. Ok, chào các bạn. Hiện tại là Phương Bụi đang có mặt tại Chi Tôn. Thì đang có trong một cái ngôi chùa mà Phương cũng chưa biết tên luôn. Ở đây thì chúng ta đang đãi nè các con là chuẩn bị là đãi cho bà con ăn. Nhưng mà đặc biệt là đãi ăn mặn nha các bạn. Vừa rồi là Phương sẽ trải nghiệm dùng tiền tại chùa của người Khmer như thế nào. Thì các bạn theo chân Phương đi một vòng cho khám phá ngôi chùa này nha các bạn. Chờ để ăn đó nha các bạn.
Đây là người ta dọn lên để người ta đãi ăn du khách ăn rồi nha các bạn. Đây là đãi người hộp cơm bằng giấy luôn nè. Mọi người hộp cơm với chai suối. Cái này chắc là nấu lẩu ha cô bác. Dạ. Lẩu. Ồ lẩu có thịt đầy đủ. Ngon quá, nhìn ngon quá. Quá em. Con quay kỷ niệm cô chú dùng tự nhiên nha. Con quay kỷ niệm là dạ. Cái này sao người ta không đãi chén mà người ta đãi bằng gì vậy ha cô chú? Gọn. Cho nó gọn luôn ha. À vì cái gì của mình dục hộp luôn, còn chén đũa mắc rửa quá mà. Không gì cũng hay á vô. Vì vô cái hộp cái gì cái gọn luôn. Đây bắt đầu người ta đã ăn la ga nha các bạn. À, Phương quay một hồi đi, Phương cũng kiếm chỗ ăn rồi. Đây mấy em trai nè. Em mấy em trai người dân tộc nhìn dễ thương quá à. Lại nè. Đây là một cái nét đẹp văn hóa của người Khmer nha các bạn. Nét đẹp của tôn giáo. Đồ ăn lên. Để Phương đi vô nhà bếp nha các bạn. Nhà bếp cái này người ta đang lên món là cái nè. Đi quay nhà bếp lên cho các bạn coi. Đây vô nhà bếp đây. Ôi không khí tấp nập. Này là thịt gì vậy, thịt heo không vậy? Dạ dạ, heo này là làm gì rồi, là chiên rồi hay làm gì vậy? Chiên. Dạ nhìn ngon quá, nhìn ngon quá. Dạ chiên đang ăn cơm hộp đó ha. Dạ. Đây là đồ chua. Vô cơm nha. Trong đây mấy cô vô cơm mà mấy đứa em này mới chạy ra để mà đãi mày vàng. Rất là nhịp nhàng. Quay cho các bạn coi hết ha. Hoa hộp vịt nè. Hộp vịt nhìn đẹp quá trời đẹp luôn, nhìn thấy hèm luôn. Đây là cái bếp nè các bạn, bếp đang nấu luôn. Ồ cái bếp lửa đây. Chị nói tiếng Việt được không vậy? Không. Không nói tiếng Việt được ha. Dạ. Em chúc chị sức khỏe ha. Dạ. Quên nữa mà bà nói không biết nói tiếng Việt được, mình chúc sức khỏe với bà hiểu không nữa. Dạ cô. Dạ yeah, nơi đây là có người thì nói tiếng Việt được, còn có người thì không nói tiếng Việt được nha các bạn. Đi ra. Kìa, yeah, đâu quay tao làm theo. Lạ vậy ha. Giây phút chờ đợi tới đến nha các bạn thì Phương sẽ dùng cơm với đứa bác ở đây luôn, rồi dùng cơm tại chùa thì hãy cùng Phương đi khám phá ha. Giây phút chờ đợi ha, là ăn rồi Phương vào hòa nhập với cộng đồng luôn.
luôn nè. Vậy cái mình bỏ gì gọn luôn phải không? Tới nữa mình lấy trên này đi, có anh em mình dọn ra. Không, hay là mình ý mình khỏi khỏi chén là khỏi rửa ha. Dạ. Hộp cơm nhỏ nhỏ xinh xinh đẹp im quá các bạn ơi. Rồi em. Cái này cháu xin phép dở lên để quay phim cái ha. Cái này coi cái gì đây. Ô, một cái nồi nồi canh lẩu, canh thịt ngon quá em. Nãy giờ mới được cái khúc dây này nha các bạn. Khám phá là phải khám phá cho hết. Hey, cúng dường cho các sư nha các bạn. À, ta mời các sư ăn nè các bạn. Cái một cái sự thành khẩn và cái sự tôn sùng đạo của người dân tộc thôi các bạn. Một cái sự thành khẩn, chân thành, thành kính tôn các đạo sư nha các bạn, các nhà sư nha các bạn. Thì theo sự tìm hiểu của Phương á, thì các vị sư này là theo hệ phái là Nam Tông nha các bạn, hệ phái nguyên thủy của Đức Phật hồi xưa nha các bạn. Chào các bạn, thì mình Phương đã dạo một vòng ngôi chùa, thì cảm giác của Phương rất là vui. Thì đến lúc thì cũng chia tay và kết thúc video này. Thì Phương xin nhắc lại ha, chùa này là chùa Xây Tà Hôn. Thì tới lúc thì cũng chia tay. Phương nhắc lại ha, đây là chùa này là có hai cây bãi. Cây bãi bên đây với cây bãi bên đây là hai cây này được công nhận luôn các bạn. Được công nhận là di sản luôn các bạn. Tuổi đời là trên 100 năm hết rồi. Thì đây, thì các bạn theo Phương coi các bạn di sản đây. Thank you.
coi cho các bạn luôn. À, cây di sản Việt Nam, cây giải thiều, chùa Xây Tà Hôn, xã An Tức, huyện Chi Tôn, tỉnh An Giang. À, đây là một cái ngôi chùa mà có cái cây di sản tuổi đời trên 100 năm nha các bạn. Thì đến đây thì cũng Phương xin cũng kết thúc video này. Cảm ơn các bạn đã đón xem video. Chúc các bạn một năm mới bình an và sức khỏe. Bye bye.